Hai các bạn, mình nhờ Celine chuẩn bị mũi dưa cải theo cách của Celine, mẹ Celine hay mũi ngày xưa của người Tây Nguyên, người sẽ đăng đó. Cải bẹ xoăn là một trong những món ăn mà Celine yêu thích nhất vì có thể làm được rất là nhiều món luôn. Mũi dưa này hoặc là giã này, nấu canh này, nếu mà còn nhỏ có thể ăn sống này, rồi xào này, luộc này, trời. Và hôm nay thì đây là mình đã chuẩn bị 5 lít nước, tại vì mình sẽ muối rất là nhiều cải. Còn nước này đã đun sôi để nguội rồi, mình đã pha đường với lại muối trong đây vừa đủ mạnh theo gia đình của mình thích ăn. Thì mỗi gia đình có cách ăn khác nhau, có người thì thích mặn, thích ngọt hơn thì bỏ nhiều đường một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, Celine hay muối cải bẹ xoăn là phải có một củ hành tây, một lát gừng nhỏ để cho nó thơm và ba quả ớt nha các bạn nha. Ngoài ra đường với muối nó như vậy, còn pha đường pha muối thì tùy theo các bạn. Mình sẽ cắt như vậy rồi mình sẽ xắt lát nhỏ 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 nhỏ, mình sẽ bỏ vào nước mình đã đun sôi đó. Rồi mình sẽ cắt ớt nữa. Đó, mình sẽ như vậy, mình sẽ bỏ vào trong nồi này. Tí nữa nếu mà cần mất thì mình sẽ bỏ lên bếp lại cho nó nóng nóng một chút để tất cả các hành gừng rồi nó có thể ra tiết ra một chất nước ấm. Tại vì đẩy mình nấu nước để ấm mà nó nguội nguội, mình muốn nó hơi nóng một chút. Hôm nay trời hơi mưa, lẽ ra là khi mà hái cải xong thì mình phải phơi khoảng 1-2 tiếng gì đó ngoài trời để cho cải mình nó giòn hơn. Nhưng mà thật ra thời tiết mưa quá thì mình có thể không cần phơi, mình sẽ muối trực tiếp luôn. Mình sẽ muối trực tiếp luôn và không cần phơi. Đây là những trái ớt rất là ngon, mới mưa về rất rất là tươi luôn. Thì mình sẽ cắt dài dài khoảng 3, tại vì ớt chỉ để thơm chứ không phải để cay lắm. Mình trồng mình ăn mà con mình cũng không có ăn cho nên là có thể cay một chút cho nó ngon ngon với lại cải cay. Còn gừng thì mình sẽ cắt lát nhỏ nhỏ. Mình sẽ cắt lát nhỏ nhỏ như vậy rồi bỏ vào trong nước. Cay lắm các bạn. Gừng rất là cay mất luôn á. Wow, đây, bỏ hết vào đây. Đây là nước để mà mình muối dưa cải của mình đó, nó đã ấm rồi đó các bạn ạ. Mình chuẩn bị mình sẽ đổ vào cải thôi là xong rồi. Ok. Nếu mà các bạn muốn dưa muối của các bạn nó thơm hơn thì có thể cắt hai quả chanh và vát vào cái nước để mà mình muối dưa đó các bạn ạ. Vát nhựa này. Xong tí nữa mình vát vào muối cho nó thơm. Cái này không phải để cho nó chua, cho nó thơm thôi. Chanh rất là thơm luôn. Tại vì bình thường là mình muốn cho nó chua tự nhiên nên là không cần phải đổ giấm hay là cái vắt quả chanh để cho nó thơm tự nhiên. Thì sau khi mà Celine đã lấy hết ngọn cải rồi, mình sẽ không có muối hoa hay là ngọn cải, mình chỉ muối lá thôi. Mình chỉ muối những cái lá đã lớn, đã già như vậy thôi. Còn tất cả các ngọn cải và ngọn hoa này Celine để xào cho tới nay nhà mình ăn. Mình để lại đọt vào ngọn những cái cành ngon ngon như vậy là để mình xào đó các bạn ạ. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Cho nên là mình không có muối cái phần này. Rồi, bây giờ là mình Celine sẽ cắt cải này, cắt vừa nhỏ thôi. Những cái nào mà lá to quá mình phải cắt cho nó nhỏ lại. Đó. Mình sẽ cắt khoảng như vậy này các bạn này, để vừa. Đây là mình chuẩn bị một cái xoong to. Bình thường là mình muối trong cái lọ
lọ thủy tinh của nhà Celine hiện tại cũng đang có một cái dưa cải mình đang mũi ngày hôm qua, cho nên là bữa nay mình sẽ mũi ăn xong. Mũi ăn xong xong là mình sẽ bỏ trong bình Ziploc, và mình sẽ bỏ trong tủ đông lạnh, rồi để khi nào mình cần nấu canh chua thì mình sẽ lấy ra mình ăn thôi. Là mình không cần phải ra ngoài để mua cải chua. Còn nếu mà muốn ăn không như vậy thì mình sẽ ăn trực tiếp sau khi mà dưa muối nó đã chín xong á. Nhìn cái mặt nó to ra thì thôi, quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn, mình sẽ cắt nhanh. Mình sẽ cắt nhanh phần này. Và không đã rửa sẵn rồi. Cắt nhanh. Lá cải quá to luôn. Lá cải to như vậy thì mình sẽ phải cắt làm hai. Tại vì nó to quá. Khi mà mình muốn thì đấy. Ý, chà, nhiều quá trời luôn. To quá trời luôn. Cắt rất là nhiều. Nhưng cái cọng to quá mình cũng phải cắt làm hai. Phải chẻ đơn vậy để cho muối, để cho nước nó có thể thấm cạnh rau. Nhiều quá ha. Nhiều rau ha. Tiếc là các bạn ở xa ở gần thì Celine cho vào thật thoải mái. À, mà ở gần gần đây thì nên hãy thoải mái mà ăn. Rau đầy nhà luôn. Đang chuẩn bị hái cải xong rồi sẽ trồng rau khác nữa chứ. Còn mùa hè vẫn còn dài. Còn lâu. Đây mỗi cái tháng 5 chuẩn bị lên tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó. Có thể trồng được tới tháng 8, tháng 9 ăn được rau. Năm trước mình trồng rất là nhiều rau salad. Bị mấy con thỏ, con gì đó nó ăn và vườn, nhưng cũng rất là tốt. Năm nay mình phải rào, mình rào kinh nghiệm năm trước bị kinh nghiệm năm trước bị mấy cái con đó nó ăn, là sofa là chưa thấy con gì nó vào ăn. Thì có lúc mà mình trồng cải là con mèo của bà bên nhà bên hàng xóm vào nó phá ấy. Lúc đó khổ lắm, vừa trồng xong rồi nó vào, nó nằm bò tại vì chưa kịp rào á. Thế hàng ngày tôi liên phải ra rồi lại phải sửa, rồi phải thế thế là phải trồng nữa. Nhưng cứ cầu nguyện xin Chúa đừng có cho con mèo phá rau của mình nữa. Cuối cùng chồng mình cũng rào, hàng rào xong thì mọi sự đã không bị con mèo phá được. Cải mình lên, mình thấy rất là happy luôn. Mình bây giờ hả, mình chỉ muốn có một cuộc sống bình an và vui vẻ, tìm mỗi ngày đó, làm những gì mình thích thôi. Giờ mình ở nhà nuôi con làm vườn thì cũng phải tìm niềm vui và ăn trong mỗi một việc mình làm vậy các bạn ạ. Ra thì cuộc sống định nghĩa hạnh phúc thì tùy theo mỗi người thôi. Mình thích như thế nào thì mình sẽ sống kiểu đó, và hạnh phúc của mình là như vậy thôi. Cứ sống đơn giản thôi, đừng có làm cho mọi sự phức tạp hóa thì đơn giản như muối dưa cải vậy thôi. Bỏ muối, bỏ đường rồi nó trở thành một vị chua ngọt. Thì cuộc sống cũng như vậy mà, cuộc sống cũng là một sắc hương, cũng là tập trung tất cả những vị cái đắng, vị ngọt của tình yêu rồi. Nhiều lúc cũng có những sự buồn vui, đau khổ, muối mặn gừng cay. Sống và được làm những gì mình thích là hạnh phúc rồi. Với Celine sống mà hàng ngày đi ra vườn trồng vườn là chăm con rồi cũng thấy vui và hạnh phúc. Sắp hết rồi đấy, sắp hết rồi, mình sẽ đổ nước muối dưa là ta đã muối xong được dưa cải rồi nhá. Đầy son lắm, đầy một nồi to luôn.
Đó. Có nhiều quá. Quá nhiều. Finally đã xong rồi đấy các bạn. Mình chuẩn bị đồ nước vào nhé. Mình đã làm được mũi dưa này, đang còn đông nóng một chút, mình sẽ khuấy đều đường với mũi tan hành dưa một chút nữa, mình sẽ để cho nó nguội nguội một chút, đừng có quá nóng, tại vì nó nóng quá thì nó sẽ làm cải cho chúng ta chiên mất thì sẽ thành cà chín chứ không phải là những cái giòn nữa. Cho nên là bây giờ đây là những quả chanh mà Selin đã cắt. Selin sẽ vác vào đây này, vác hết hai quả chanh cho nó thơm. Nó sẽ thơm nước nha các bạn nha. Cho nó thơm nước vô nước. Mình không có thích dùng giấm, tại vì giấm là nó tự nhiên nó chua quá. Mà chanh là chỉ để cho nó thơm thôi, cũng bỏ nhiều đó. Ok, phần cuối cùng là mình sẽ đổ nước mà mình đã pha trong cải của mình nhé. Rồi mình sẽ để nắp lại. Hết luôn. Cải của mình nó sẽ sẽ xuống. Rồi. Đây. Sau khi mình đổ nước của mình xong thì mình check nước nó vừa thấm cải là được các bạn ạ. Đó. Đó. Cải nước vẫn còn ấm ấm á, chứ không phải là nóng quá. Đó. Nhìn hấp dẫn chứ. Cải mình nó sẽ sụt sụt lại. Mình sẽ đậy nắp thôi, đậy nắp để đậy nắp, nếu mà muốn kín hơn nữa thì có thể bọc một cái miếng ni lông để nó kín, còn không thì đậy như vậy cũng sao. Đậy nắp khoảng 3 ngày 4 ngày vậy đó thì có thể ăn được cả trưa. Ok rồi, bye bye, cảm ơn các bạn đã xem nhá.